vị rau. Mẹ mua vị này cho hai đứa cùng ăn được. Không có phải kem của mày đâu mà mày thích. Nhưng mà mẹ cho em ăn mà chị. Mẹ mua kem là cho cả hai chị em ăn mà. Nhưng mà không thích. Còn mất cái việc quét nhà này nữa thôi mà chị cứ ngồi chơi từ sáng đến giờ mà chẳng giúp em cái gì cả. Có mẹ đi mới giỏi nhở. Việc của mày thì mày tự đi mà làm, đúng là đồ con nuôi. Ơ chị, em biết em là con nuôi nhưng mà sao chị lại nói em như thế? Tao thích thì tao nói thôi, mày cấm được mà. Quét vào đây nhở. Em quét nốt, em còn vào nấu cơm cho chị ăn nữa. Kem này rất là ngon nhé. Chị Giang ơi. Dạ. Quét nhà xong chưa vào đây? Dạ, để con đang bị đi rửa tay. Nhanh lên nhá. Kem gì ấy mẹ? Kem vàng đi. Dạ. Vị dâu đấy. Dạ. Nó có vị dâu. Mẹ mua vị này cho hai đứa cùng ăn được. Không có phải kem của mày đâu mà mày thích. Nhưng mà mẹ cho em ăn mà chị. Mẹ mua kem là cho cả hai chị em ăn mà. Nhưng mà không thích. Không thích là không thích thế nào? Không thích ăn cùng đâu. Cho em nó ăn cùng với chứ. Mà hôm nay hai chị em ở nhà mẹ ra nhiệm vụ làm đấy thì đã làm việc gì rồi? Dạ, mẹ ơi, hôm nay ở nhà con rửa ấm chén này, con quét nhà, con rửa bát hôm qua chị ông anh ăn muộn ấy ạ. Cả con lau cầu thang, còn chị ông anh chỉ ngồi chơi với ăn xúc xích thôi ạ. Còn đâu, ở nhà ăn đâu. Với cả việc làm chị toàn làm hết mà, mày có làm gì đâu. Nhưng mà con đang quét nhà mà chị lại vứt đồ xuống ạ. Nhưng ạ, chị bác Hùng chị vứt xuống. Rõ ràng mà người ta vứt xuống để dọn luôn thì còn. Thế là Hùng Anh là không làm đỡ mẹ được gì ạ? À? Đâu ạ, à, con có làm mà. Mẹ ơi, với cả chị với con bảo con là con nuôi ạ. Chị Hùng Anh lại còn bảo em là con nuôi ạ? À? Mày đúng em là con nuôi rồi còn gì nữa mẹ. Đúng em nó là con nuôi. Mà em nó có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Mà trước khi nhận về nuôi, mẹ đã nói chuyện với con rồi. Mà con đồng ý rồi mà. Nhưng hai vật đấy làm gì liên quan đến nhau hả mẹ? Em nó là con nuôi của mẹ, cũng như là em gái của con. Nên con phải đối xử tốt với em nó như em gái của mình chứ. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng ạ. Mà mọi khi con có đối xử với em như vậy đâu. Mà hôm nay con lại đối xử với em như vậy. Tại vì con không thích, hôm nay con thấy em bị ghét thế nào ấy. Mà con không được lấy lý do của mình ra để ghét em. Nhưng mà tự nhiên hôm nay tâm trạng con không vui thì con không thích rồi. Mà thôi,
không vui ý, thì ăn kem và nó mát ruột, nó mát lạnh nên là sẽ vui thôi. Nào, ăn kem đi nhá. Dạ vâng. Nào, thì ra tôi xin mẹ. Hai chị em ăn đi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn chị. Ăn xong miếng là mát ruột nhá, không được giận em. Con dâu này ngon quá mẹ ơi. Đúng rồi mẹ. Kem vị dâu là rất là dễ ăn. Wow. Wow, ngon quá mẹ ơi. Mà Hồng Anh, con lớn hơn thì đang mấy tuổi đấy? Như là con phải giúp đỡ em, đừng bắt em nó làm tất việc nhá. Bây giờ hãy coi em nó như em gái của mình đi. Con biết rồi mẹ ạ.